tại DST có gì? Nghiên cứu khoa học và xuất bản sách. Sản xuất các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và sắc đẹp. Không ngừng tiến bước, nắm bắt xu thế dẫn đầu. Ngại khó khăn, trèo lên đỉnh cao vinh quang. Hạt điện ảnh. Miệt mài lao động tạo nên mỹ phẩm Việt cho người Việt. Các bạn đã sẵn sàng bứt phá cùng Dược Sĩ Tiến.